Tại nước Nhật hiện đại, các niên hiệu của các triều đại được sử dụng trong suốt thời gian trị vì của một Nhật Hoàng và thường được công bố sau khi Tân Vương đăng quang. Tuy nhiên, Nhật Hoàng Akihito sẽ thoái vị vào ngày 30 tháng 4 tới, là vị vua đầu tiên của Nhật Bản thoái vị trong vòng 200 năm qua. Do đó, chính phủ đã quyết định công bố niên hiệu mới trước khi Thái tử Naruhito đăng quang để có thời gian chuẩn bị và giảm thiểu những rắc rối liên quan đến thay đổi về lịch. Ngày 1 tháng 4, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết triều đại mới của Nhật Bản sẽ có niên hiệu Nareiga, nghĩa là lệnh hòa, từ ngày 1 tháng 5 tới, khi Thái tử Naruhito đăng quang kế vị vua cha là Nhật Hoàng Akihito. Sáng nay tại văn phòng thủ tướng ở Tokyo, Chánh văn phòng nội các Yoshisuga đã giơ tấm biển viết chữ Reiwa, niên hiệu triều đại mới của Nhật Bản. Niên hiệu đầu tiên của Nhật Hoàng là Taika, bắt đầu từ năm 645. Các niên hiệu trong thời hiện đại gồm Meiji, Taisho và Showa. Niên hiệu của triều đại hiện nay là Heisei, có nghĩa là đạt được hòa bình, bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 1989, một ngày sau khi Nhật Hoàng Hirohito băng hà. Tên của triều đại mới được lấy từ một bài thơ trong Vạn Diệt Tập, tuyển tập thơ cổ nhất và lớn nhất của Nhật Bản, trong đó Rei là may mắn, Wa là hòa bình hòa hợp. Niên hiệu mới cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm tại Nhật Bản vì sẽ được sử dụng trong các cuốn lịch, các tờ báo, các văn bản chính thức cũng như các chứng chỉ bằng cấp. Reiwa sẽ đánh dấu sự kết thúc của triều đại Heisei kéo dài 30 năm qua. Đây sẽ là triều đại thứ 248 trong lịch sử Nhật Bản.